Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đảm bài chung có chủ đề Khi nào tình yêu đến với bạn. Ở đảm bài này ở đảm bài này dành cho những người đang FA, đang chờ đợi ngày tái ngộ, nghĩa là các bạn đang sống xa nhau, và cả những người đang trong một mối quan hệ nhưng mà không rõ ràng, hoặc đang có sự tạm dừng ngắt kết nối, còn những cái bài học nó chưa giải quyết xong, thì đây là những đảm bài dành cho các bạn. Nghe trả bài thì các bạn sẽ biết vì sao tình yêu chưa đến với mình, vì sao chưa gặp được nhau và vì sao các bạn chưa hạnh phúc. Và cái nội dung thứ hai đó chính là mình sẽ giúp các bạn biết xem là bạn với cái năng lượng của bạn thì trong thời gian tới bạn có gặp tình yêu không, có được hội ngộ tình yêu của mình không và có hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình không nhá. Bây giờ chúng ta chọn tụ bài. Mình có 3 lá bài từ trái sang phải đại diện cho 3 tụ bài 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, chọn cho mình một lá bài theo màu sắc hoặc là nội dung của lá bài mà bạn cảm thấy tâm đắc. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Ở tụ bài này mình có 10 lá bài đã rút sẵn để các bạn kết nối năng lượng từ hôm qua. Bây giờ chúng ta cùng giải bài. Các bạn có Five of Pentacles, Death, Five of Swords, The Nine of Wands, 10 ly, 5 gậy, King of Cups, Wheel of Fortune, 9 gậy và Queen of Pentacles. Ở trả bài của những người chọn tụ bài số 1 á, mình thấy hình như là các bạn vừa có sự ngắt kết nối, sự chia tay sau một khoảng thời gian. Ở đây có mấy năng lượng như thế này. Fire of Pentacles, mình thấy ở trong cái mối quan hệ của các bạn đang có khấp khởi một cái niềm hy vọng nào đấy, một cái sự khởi đầu mới nào đấy. Có thể là các bạn vừa gặp nhau mà đã thích nhau rồi, và hoặc là các bạn đang có tình cảm và các bạn nghĩ đến cái việc là sẽ xây dựng một tương lai theo kiểu là các bạn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, hoặc là các bạn đang có những kế hoạch để phát triển cái mối quan hệ của mình, hoặc đơn giản là các bạn gặp ai đó, các bạn nhìn thấy ai đó và các bạn hy vọng rằng đó sẽ là cái người quan trọng trong cuộc sống của mình, vân vân. Thì giống như là ước mơ chưa thành hình thì đã kết thúc trong lá bài Death. Death có nghĩa là Death ở đây ấy, cái nghĩa gốc của nó là sự kết thúc, sự dừng lại, sự chuyển hóa các bạn nhá. Trên có thể cái mối quan hệ của các bạn tại thời điểm này nó mang năng lượng của Death, nghĩa là đã kết thúc rồi, đang dừng lại rồi. Còn nó có chuyển hóa hay không thì phải phụ thuộc vào năng lượng của các bạn, phụ thuộc vào cái lá bài sau đó nữa thì mình mới có thể kết luận. Chứ không phải cứ thấy Death thì có nghĩa là chúng ta nói rằng nó là sự kết thúc của để chuyển hóa các bạn nhé. Ở đây thì thấy cái năng lượng của Fire Shot nó biểu hiện rằng cái tâm trí của các bạn ấy, cái tâm trí của nhân vật chính là bạn hoặc là đối phương của bạn hiểu rằng mối quan hệ nên kết thúc. Bởi vì lý do vì sao mà lại nên kết thúc, bởi vì có năng lượng của Kandai Mugan thì thường thường là nó mang cái tính chất của một cái gì đó hơi vội vàng. Có nghĩa là có một người nào đấy, theo kiểu là các bạn cứ tưởng tượng như là hình ảnh của một kỵ sĩ mà nhảy lên mình ngựa háo hức ấy, háo hức và vội vàng phóng đi như con ngựa nó chống đối lại, cho nó biểu hiện cho là có một cái sự kiểm soát, sự kiềm chế, hoặc là cái sự hối hận thay đổi quyết định ấy. Đó, các bạn biết là mối quan hệ nên dừng lại bởi vì nó luôn có cái năng lượng này tồn tại trong mối quan hệ của các bạn. Nghĩa là có một ai đấy luôn, nghĩa là cứ nói xong xong lại hối hận ạ, làm xong xong lại muốn thay đổi ấy, có cái năng lượng đấy. Và vì thế nó làm cho con đường đến 10 ly, có nghĩa là 10 ly là các bạn, một là cái mối quan hệ sẽ đạt một cái bước tiến cao hơn, ví dụ cam kết này, hoặc là tiến tới hôn nhân này, tiến tới cái việc là đưa về nhà ra mắt này, vân vân. Thì bởi vì cái lý do có một người cứ hôm nay nói, phải làm sao nó đại diện cho cái việc là nói nữa, hai là trong đến ngày mai lại hối hận, lại thu lại cái lời nói đó, lại giống như là tìm mọi cách để mà làm cho cái lời hứa của mình ấy. Giống như là các bạn cứ tưởng tượng như có một cái sự hối hận vì cái lời nói đó mà làm cách nào đấy để mà phủ nhận đi, hoặc hoặc như thế nào đấy để cái lời hứa nó không còn giá trị nữa. Và bạn giống như là người nhận ra cái điều đấy, nhận ra rằng cái mối quan hệ này nên kết thúc, nên dừng lại, bởi cái năng lượng đó là một năng lượng mà nó khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, và lý trí của bạn nhắc nhở rằng tốt nhất là dừng lại thôi. Và năng lượng của năm of Swords, có thể các bạn có cái sự cãi vã, sự tranh cãi, hoặc đơn giản là sự mâu thuẫn của hai người, hoặc là mâu thuẫn bên trong các bạn. Mình thấy là
cái mối quan hệ của các bạn ấy là King of Cups và Queen of Pentacles. Mình nghĩ là ở đây nam thì có cái năng lượng của cự giải bọ cạp. Cự giải bọ cạp có nghĩa là giống các bạn đã yêu ai thì yêu rất là chân thành, muốn dành tất cả cái tình yêu, sự trọn vẹn cho người đó, và các bạn coi cái người đó là định mệnh của mình. Còn nữ thì một lần, và các bạn có tưởng tượng đến những người phụ nữ rất là giản dị, yêu chồng thương con giống cái tay hòm chìa khóa, một người sẵn sàng chờ đợi chồng sau một ngày làm việc trở về, một người giống như hậu phương vững chắc của một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của mình ấy. Thì các bạn nghĩ rằng cái mối quan hệ này có lẽ là chỉ còn chờ ngày để các bạn theo kiểu là nói lên cái ước hẹn cùng nhau, hoặc là cùng nhau xây dựng một gia đình, thì tự nhiên nó có cái sự dừng lại. Chín gậy nó biểu hiện cho một sự tổn thương, hoặc là cái sự dừng lại này nó do những cái tổn thương từ bên trong. Chín gậy có nghĩa là ở trong đây, ở trong cái năng lượng này có hai người hoặc là một người, bạn hoặc đối phương có một năng lượng của chín gậy, có nghĩa là đôi khi bạn cứ cảm thấy là có một nỗi sợ nào đấy, có một cái gì đó khiến bạn nghĩ là phải dừng lại, phải chậm lại, bởi vì không cẩn thận thì sẽ bị tổn thương, hoặc là sẽ giống như là có một cái nỗi sợ, một cái e ngại nào đấy diễn ra. Cứ mình thấy cái năng lượng của tụi bài số 1 đó là nếu mà lúc yêu thì không sao, mà cứ nói đến cái chuyện là kết hôn hoặc là bước lên một cái cam kết mới, là ở trong một là hai người hoặc một trong hai người dấy lên cái năng lượng của chín gậy, khiến cho các bạn cảm thấy là ngại ngần và cảm thấy là cái mối quan hệ này nó nên dừng lại, nó phải dừng lại, và các bạn không dám tiến lên một bước nữa, và nó là cái lý do để có cái sự dừng lại và ngắt kết nối ở mối quan hệ này. Mình thấy có thể là cái năng lượng này lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc là nó còn tùy thuộc vào, đây là tài bài chung, mỗi người một dòng năng lượng, nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ở một nhóm người, hoặc là nó đang dừng lại ở một nhóm người. Thì bây giờ mình nghĩ là ở cái lá bài thứ hai, ở tụ bài số 2, thì mình sẽ đi sâu tìm hiểu xem là lý do tại sao lại cứ có cái vòng lặp này ở trong cái mối quan hệ này nhá. Với câu hỏi là tại sao lại cứ có vòng lặp ở trong cái mối quan hệ này, thì mình thấy ở đây cái năng lượng mà có cái vòng lặp mà luôn luôn theo kiểu là cứ có tình cảm được mấy hôm xong lại đổ vỡ, xong lại dừng lại ngắt kết nối ấy, là do ở đây có một người có cái năng lượng của King of Swords. Năng lượng này nó có hai ý nghĩa, Queen of Wands và King of Swords nó có hai ý nghĩa. Một là người này là cái người mà khá là lý trí, luôn sử dụng lý trí trong tình cảm. Có một cái sự ám ảnh của The Tower, của Nam Su, hoặc là cái nỗi sợ, cái sự e ngại. The Tower là sự đổ vỡ, sự thay đổi, sự chuyển hóa. Nam Su là cái sự khó khăn. Như là cái người này này, cái lý trí của họ hiểu rằng họ có tình cảm với bạn, họ cảm thấy bạn chính là bình yên, là chín cốc của họ, là 10 xu của họ. Họ muốn thể hiện tình cảm với bạn, họ muốn đi đến với bạn. Nhưng mà cứ trên cái con đường đi đến đó thì họ lại có năng lượng của King of Swords. Nghĩa là bắt đầu là họ hay dùng lý trí để họ phân tích xem là cái mối quan hệ này nếu mà đến thì nó sẽ như thế nào, phải trải qua những chuyện gì. Và cuối cùng họ toàn nhìn thấy những cái bất lợi về phía họ thôi. Ví dụ là Tower có nghĩa là phải có một sự thay đổi, một chuyển hóa nào đấy, mà cái sự thay đổi đấy họ ngại, họ đang ngồi ở cái vòng an toàn, nó là chín cốc, mọi thứ đang rất là bình yên, tự nhiên phải thay đổi, thế là họ ngại. Còn thay đổi thì trải bài chung, nên mỗi người có một năng lượng khác nhau, mình không nói cụ thể vào. Nam Su biểu hiện là cái khó khăn, để đến được với nhau nó khá là khó khăn. Queen of Wands thì bạn ở đây có hai năng lượng nam và nữ này. Nam thì cái tính hay kiểm soát, thậm chí là hay theo kiểu là hay để ý ngầm mà cứ lẳng lặng không nói ra. Nữ thì khá là xinh đẹp, cuốn hút, tỏa sáng, có cái sức hút quyến rũ với người khác, và có nhiều người theo đuổi, có nhiều người để ý. Và thậm chí người này họ còn cảm thấy là cái cô gái này có rất nhiều người ngưỡng mộ, để ý ngầm, theo dõi ngầm. Và đôi khi họ băn khoăn một điều là ngoài cái việc mà phải thay đổi, phải chuyển hóa ra, nghĩa là giống như là phải có cái sự thay đổi, sự chuyển hóa để đến được với nhau. Ví dụ như các bạn tưởng tượng như là ở xa nhau này, công việc khác nhau này, hoàn cảnh khác nhau này, thì khi đến với nhau thì phải có cái sự thay đổi ấy, để thích hợp với nhau ấy. Lại thêm với cô gái này lại có rất nhiều người theo đuổi, cô lại có cái năng lượng của tỏa sáng, mà mình có cảm giác như cái người này họ ngại, họ cảm thấy vừa khó khăn về mặt hoàn cảnh này, lại cảm thấy cái cô này cô ấy tỏa sáng như thế, cô ấy có nhiều người thích như thế, nhiều người theo đuổi như thế, bắt đầu làm có một cái nỗi sợ, một sự e ngại dấy lên trong lòng họ. Và đó chính là lý do mà cái tình mà nó cứ gây ra cái sự kiểm soát. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như một người đang cầm một bó hoa đến tặng người yêu, một cốc tình yêu đến tặng người yêu trong cửa Nam Pháp á, đi đến giữa đường thì hối hận,
nghĩ là không biết là mình có nên thể hiện tình cảm với cô này hay không. Hiện tại cuộc sống của mình đang rất là yên ổn trong chín cốc đúng không? Vậy thì yêu cô này thì có sóng gió gì không? Có đau khổ lần nữa không? Bởi vì là cô này có nhiều người yêu như thế thì chắc gì sau này cuối cùng mọi việc nó đã yên ổn. Thế là anh ta nghĩ như thế, cậu ta nghĩ như thế và cuối cùng cậu ta dừng lại. Cậu ta dừng lại, cậu ta chậm lại và có thể là lỡ hẹn hoặc là cái phía bên kia người ta cảm nhận được và thế là cãi nhau, thế là death, thế là the tower các bạn nhá. Đó chính là cái năng lượng này. Vậy thì cái trải bài của chúng ta hôm nay đi sâu vào cái năng lượng là khi nào tình yêu đến với bạn, thì bây giờ chúng ta đã hiểu được lý do cái vòng lặp nó diễn ra trong mối quan hệ của bạn rồi, thì bây giờ chúng ta đi sâu vào cái mối quan hệ luôn. Đó chính là cái trải bài chính của chúng ta. Hôm nay mình làm ba trải bài, đó là vậy thì cái mối quan hệ này, nghĩa là trong tương lai thì cái tình yêu này các bạn sẽ như thế nào nhé, nghĩa là cái chuyện tình yêu của bạn trong tương lai nó sẽ như thế nào, có thể là cái mối quan hệ này sẽ kết thúc để các bạn đón nhận một tình yêu mới hoặc như thế nào, chúng ta xem xét kỹ để các bạn có một cái định hướng nhé. Với câu hỏi là trong tương lai thì cái năng lượng tình yêu của các bạn như thế nào, mình thấy như thế này này, có thể hình như là bạn vẫn còn dính với cái người này thì phải, hoặc là mình thấy có một nhóm năng lượng là các bạn vẫn vẫn có tình cảm với người này, nghĩa là mối quan hệ này vẫn tiếp diễn, hay là một năng lượng mới, thì mình sẽ phân tích cả hai chiều. Thì cái chiều đầu tiên là mình phân tích là vẫn là cái bài cái người trong câu chuyện của các bạn nhé. Thì nếu mà theo cái chiều hướng này thì mình thấy giữa các bạn vẫn là the love, vẫn là tình yêu, và giống cái người này họ cứ có tình cảm với bạn thì họ cứ băn khoăn như thế á, nhưng mà khi mà rời bạn đi rồi thì họ luôn cảm thấy nó giống như bị hụt một cái gì đó, bị thiếu một cái gì đó, mà chỉ khi ở bên cạnh bạn họ mới cảm thấy bình yên thôi, chỉ khi có bạn ở trong cuộc đời của họ họ mới thấy là năng lượng của chính xu thôi, họ mới cảm thấy là yên ổn thôi, cho nên khi mà vắng bạn thì bắt đầu họ cảm thấy cứ có một cái gì đấy nó thiếu hụt, nó thiếu thốn. Và cái khoảng thời gian hai người dừng lại nó khiến cho họ có năng lượng của chúng ta, giống như họ tự kết nối với bản thân mình và họ 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 hiểu được rằng chúng ta nó còn nói về cái sự hòa hợp nữa, sự thấu hiểu nữa, thì giống như ngoài bạn ra không ai phù hợp với họ cả. Và quên nào sót, nghĩa là cái lý trí của họ cho họ thấy rằng bạn chính là giờ vua, chính là cái phần trọn vẹn nhất của họ, và có cái xu hướng đó chính là các bạn xích lại gần nhau. Có thể ở đây có cái khoảng cách nhé, khoảng cách xa xôi hoặc là khoảng cách trong chính cái tâm trí, trong tâm hồn của các bạn, thì mình thấy có cái sự xích lại gần nhau, có cái việc đó chính là xây dựng với nhau, định hướng với nhau, nói một cái lời gì, hứa hẹn gì với nhau. Và mình thấy bắt đầu mình thấy phép hợp Pentacle và King of Wands nó có cái năng lượng đó chính là các bạn lên một kế hoạch, lên một kế hoạch làm sao để có thể đi đến được với nhau ấy, đến được với nhau dù khó khăn vất vả thì vẫn đến với nhau. Sau một cái quá trình các bạn có hai có sáu xu và Temperance, nghĩa là năng lượng của sự cân nhắc rõ ràng, thì mình thấy đó chính là cái năng lượng thứ nhất, dòng năng lượng thứ nhất. Cái dòng năng lượng thứ hai thì mình thấy trong tương lai các bạn sẽ có một người yêu, the love là người yêu. Khi mà các bạn đã đủ đầy ở bên trong rồi, chín xu và star có nghĩa là chín xu nó biểu hiện ra là cái sự độc lập, nghĩa là một cô gái có một đời sống cả về tinh thần lẫn vật chất phong phú, có nghĩa là cô ấy tự tạo ra cuộc sống đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất của cô ấy. Cô ấy kết nối với bản thân mình, kết nối nghĩa là hiểu mình như thế nào, hiểu mình đang ra sao, gọi là trực diện với mình ấy, hiểu mình như thế nào, ra sao, biết mình như thế nào, nghĩa là kết nối với bản thân mình thì có cái sự kết nối với mọi thứ xung quanh, có nghĩa là sự thấu hiểu, sự vui vẻ. Các bạn có tưởng tượng star chính là cái niềm vui, mà niềm vui từ bên trong nó tỏa ra bên ngoài, nó khiến cho cô ấy nhìn cuộc đời một cách hạnh phúc và bình yên ấy. Thì khi nào mà có được cái năng lượng đó thì mình thấy có năng lượng của cái việc đó chính là giờ vua, bạn sẽ trọn vẹn với bản thân mình, có cái sự trọn vẹn với bản thân mình. Và khi có sự trọn vẹn với bản thân mình thì mình thấy tình yêu nó mới đến nhá, thì tình yêu nó mới đến. Mà tình yêu của các bạn nó thường mang cái năng lượng của cái sự chậm, có nghĩa là ai đó đến với bạn nó đều có một cái giống nhau, đó chính là có cái khoảng cách, có sự cách trở nào đấy và phải vượt qua, phải lên kế hoạch, phải có bản lĩnh, phải dũng cảm thì cân nhắc thì mới đến với nhau. Chứ còn tình yêu của những người chọn tụ bài số 1 nó không hề dễ dàng, nó không hề suôn sẻ, mà nó luôn luôn gặp những thử thách mà yêu cầu cả hai bên đều phải cố gắng, phải nỗ lực thì mới đến với nhau. Thì cái này nó thuộc về cái hợp đồng linh hồn của các bạn đã lựa chọn sẵn trước khi xuống trái đất rồi, cho nên là đừng 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 trách mà là tại sao mình lại như thế này, tại sao mình lại như thế kia nhá.
Còn riêng về cái vòng lặp á, thì mình thấy như thế này, đôi khi chúng ta cứ hay nghĩ là nó tại là bài học là tại ta thế này tại ta thế kia, nó có một nửa đó chính là những cái băn khoăn của cái người đó, đó chính là phản ánh cái năng lượng bên trong các bạn. Có nghĩa là bởi vì chính các bạn cũng còn có những cái tổn thương, còn những nỗi sợ, còn những băn khoăn bên, cho nên bạn hút cái người cùng tần số với bạn về phía mình. Thứ hai đó chính là cái năng lượng tương phản. Tương phản có nghĩa là cái người này, các bạn dạy nhau những cái bài học ấy để trở thành sota là sự thức tỉnh ấy, sự phát triển về mặt tâm linh ấy, thì có nghĩa là có một người thì rất là ổn định năng lượng của chín xu, nhưng có một người thì năng lượng rất hay thay đổi. Vậy thì các bạn kết hợp với nhau để các bạn tạo những bài học cho nhau, để người này nhìn về phía đối phương, người ổn định thấy cái sự theo kiểu bất ổn của người kia thì không chịu được, còn người bất ổn nhìn thấy cái sự ổn định của người này để mà tập, nghĩa là giống như các bạn tương hỗ hỗ trợ cho nhau ấy. Nghĩa là cái sự thu hút nó có cả hai hai nguồn năng lượng, một là cùng tần số, hai là khác tần số, để mà có cái sự tương tác để mà bổ trợ cho nhau nhé, chứ không phải lúc nào cũng cùng tần số thì mới hút đâu. Thì các bạn sẽ tặng cho nhau những cái bài học để các bạn phát triển hơn. Cho nên những người chọn tụ bài số 1 ấy, dù là người cũ quay trở lại hay là người mới đến, thì vẫn cứ có cái năng lượng đó, chính là các bạn gặp những cái người mà nó luôn có một cách trở nào đấy đến được với nhau, phải cố gắng, phải suy xét, phải băn khoăn rất nhiều, chứ không nó không có cái chuyện dễ dàng. Và cái này nó thuộc về cái hợp đồng linh hồn của các bạn thôi nhá. Bởi vì các bạn có biết vì sao không? Các bạn là chín xu, năng lượng của chín xu là một người mà em cần tình yêu. Nếu mà tình yêu thật đẹp tình yêu thật đẹp, thật trọn vẹn, thật hạnh phúc thì em sẽ đón nhận nó, còn không thì em ở một mình vui hơn. Đó, năng lượng của những người chọn tụ bài số 1 là như vậy. Nghĩa là các bạn cũng không cần tình yêu cho lắm, bởi vì hạnh phúc một mình các bạn cũng đủ rồi. Cho nên mình có cảm giác như bạn rất hay thu hút những cái người mà khác tần số với các bạn, những người có cái tinh thần là nhìn ngắm các bạn và giống như là họ luôn cảm thấy họ ngại ngần được nhá. Chín xu, ai mà nhìn thấy chín xu là hơi ngại, bởi vì cái cô này cô ấy quá là kiêu hãnh, cô ấy rất là, cô ấy đủ đầy á, thì không biết là cô có cần mình không, cô ấy có thích mình không. Đó, các bạn luôn hút về phía những cái người mà họ đang còn nỗi sợ ở bên trong, và để hai bên tương tác tương phản với nhau để tạo thành sota. Chứ mình thấy là tụi bài số 1 không có cái năng lượng của cái việc là các bạn còn nỗi sợ, các bạn hút những người cùng nỗi sợ cùng tần số đâu. Bởi vì sota thì là chín xu thì làm gì có nỗi sợ. Chín xu thường là một cái người khá là kiêu hãnh, biết rõ giá trị bản thân mình, và giống như cô ấy tạo ra một cái vườn ươm tâm hồn của mình và dạo chơi trong đó, thì cô ấy thường hay hút phải những người mà ngưỡng mộ cô ấy đến với cô ấy, nhưng mà e sợ và luôn đứng ở bên ngoài để ngắm nhìn từ xa. Và nó giống như một cuộc chọn lọc với những ai mà đủ cái tần số bằng cô ấy thì sẽ bước vào cuộc đời của cô ấy, còn không thì cứ đứng nhìn thôi. Và theo các bạn thì các bạn có nên hạ tần số để hợp với người ta không? Không, đúng không? Ừ. Thực ra đến một lúc nào đấy chúng ta đủ cái sự vui vẻ với chính bản thân chúng ta rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu nó chỉ là gia vị thôi, đúng không? Các bạn có biết bạn Tina Tình cũng là làm bên tâm linh ấy, bạn ấy sinh năm 82, năm nay đã là 39, 40 tuổi rồi đấy. Có người hỏi là tại sao đến tận bây giờ mà chị chưa lấy chồng, thì bạn ấy trả lời là có chậm mấy năm cũng không sao, còn hơn là lấy một cái mối quan hệ mà sau đấy nó là karmic ấy, nó lại đổ vỡ. Cho nên là sớm mà không tốt thì thà rằng để muộn còn hơn đấy. Và cái tư tưởng của tụ bài số 1 là như vậy đấy. Cho nên là các bạn đã biết được lý do vì sao các bạn trục trặc chưa, và các bạn có cảm thấy khi mà nghe được điều này thì các bạn cảm thấy thế nào, các bạn comment ở dưới cho mình biết nhá. Còn cái thông điệp thì mình đã truyền tải rất là rõ ràng rồi, các bạn có thể nghe lại nếu các bạn cảm thấy chưa hiểu, thì các bạn sẽ tìm thấy thông điệp của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà bạn mới biết đến kênh của mình mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Các bạn tạo tương tác giúp mình bằng like và comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng để biết về một câu chuyện cụ thể chính xác cho mình, thì các bạn liên hệ với thông tin Zalo và Gmail mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ dùng 10 lá rút sẵn của bộ bài này, mình rút từ hôm qua, để các bạn kết nối năng lượng. Chúng ta có tiểu đồng kiếm, 7 xu, The Chariot, 6 xu, The Sun, The Hypothetic, 8 gậy, 10 ly, 2 kiếm và 8 kiếm. Với câu hỏi đó là khi nào tình yêu đến với các bạn? Mình thấy đây là một mối quan hệ mà mình nghĩ tụ bài số 2 đang ở 10 ly rồi, các bạn có 10 ly với nhau rồi. Nhưng mà trong cái thời gian này, mình thấy có năng lượng của cái việc đó chính là
các bạn có khá nhiều cái điều băn khoăn với nhau. Mình thấy có một cái điều băn khoăn ở đây, đó là chúng ta có tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không, có tiếp tục tiến về phía trước hay không, có tiếp tục xây dựng nữa hay không. Mình thấy mình sẽ phân tích từng lá bài một để cho bạn nhìn thấy cái điều này. Một là tiểu đồng kiếm, mình thấy có một người đang suy nghĩ ở trong cái lá bài vẽ hình của cái người đây, coi vẽ hình của một cái người, có một ai đó đang chờ đợi, đang đi tìm với cậu thanh niên này, và cậu đang đứng nấp nép vào một cái chỗ để cậu xem xét suy nghĩ xem là mình có nên bước ra hay không. Trên là thường là tiểu đồng kiếm thường nói về một cái suy nghĩ toan tính về một cái điều gì đó, và cái sự toan, cái bảy xu này nó cũng biểu hiện cái sự lựa chọn. Đó có nghĩa là bảy xu vẽ hình của một cái cô gái đang thả con chim bồ câu đi, bảy xu nó thường đại diện cho một cái sự chờ đợi nào đấy, cái thả con chim bồ câu đi để nó mang tin tức đến đâu đó và chờ đợi. Trên là cái bảy xu nó vừa là cái sự chờ đợi, nó vừa là thời gian nghỉ ngơi, the chariot đó là giống như chờ đợi nghỉ ngơi, xem xét xem là cái mối quan hệ này nó có nên có mang cái năng lượng của the chariot, có nghĩa là nó có nên tiến về phía trước hay không, nó có những bước đi thuận lợi hay không, nó có thực sự phù hợp hay không. Mình thấy sáu xu, trong năng lượng của sáu xu này thì mình nghĩ là trong cái mối quan hệ này các bạn có thể là gia đình rồi, là gia đình, là tình yêu, là một mối quan hệ cam kết sâu sắc á. Thì mình thấy giống như các bạn có cái năng lượng của cái việc là đã từng trải qua rất là nhiều kỷ niệm. Sáu xu nó đại diện cho sáu cốc nó đại diện cho rất nhiều kỷ niệm, giống như là những đứa trẻ lớn lên bên nhau, các bạn cứ tưởng tượng như là bạn thanh mai trúc mã ấy, có những tuổi thơ rất là êm đềm, cho nên là giống như họ tiếc, họ nuối tiếc những ngày tháng đó, những ngày tháng đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất êm đềm, đã từng rất vui vẻ bên nhau, và bây giờ họ suy nghĩ xem là có nên xây dựng cái mối quan hệ này hay không. The High Priestess biểu hiện cái điều này, sự suy xét, sự tĩnh lặng để quan sát và suy xét. Tám gậy là biểu hiện cho cái việc là có nên lắp ghép lại thành một cái động cơ để cho nó tiếp tục theo kiểu vận động hay không, hoạt động hay không á, và tiếp tục hoạt động để gì, để có 10 ly, nghĩa là tiếp tục một gia đình, một mối quan hệ tốt đẹp. Mình thấy giữa tại thời điểm này có một người thì có thể là bạn hoặc đối phương của bạn có năng lượng của hai kiếm, là suy xét cân nhắc rất là kỹ, nghĩa là có một hình ảnh cái người phụ nữ thấy một cái đứa bé đang ở ngoài sân, trời thì mưa, và bà ấy đang băn khoăn xem là có nên mang cái đứa bé này vào nhà hay không, thì nó đại diện cho cái năng lượng đó là suy xét, phân tích, cân nhắc rất là kỹ và cảm thấy bối rối, là giống như mặt trường nghĩ chưa ra là chưa biết nên giải quyết thế nào. Vậy thì các bạn đã hiểu thông điệp của tụ bài số 2 chưa ạ? Nghĩa là mình thấy tụ bài số 2 đang ở trong một mối quan hệ rồi, có thể là vợ chồng, có thể là một tình yêu, có thể là một mối quan hệ cam kết sâu sắc, thì các bạn đang băn khoăn là có nên, có một cái chuyện gì đó xảy ra khiến bạn suy nghĩ là có nên tiếp tục cái mối quan hệ này hay không, và bạn đang cân nhắc, đang tĩnh tâm cái thời kỳ này. Mình thấy những người chọn tụ bài số 2, các bạn có năng lượng của cái sự tĩnh lặng để các bạn quan sát xem là có nên tiếp tục cái mối quan hệ này nữa hay không. Vậy thì mình sẽ sang câu hỏi thứ hai, đó chính là cái ở đây với câu hỏi là khi nào tình yêu đến thì mình thấy các bạn đang vướng mắc ở đây, thì mình sẽ xem là vậy thì cái mối quan hệ này nó như thế nào nhé, trong tương lai cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào. Với câu hỏi là trong tương lai thì cái diễn biến của mối quan hệ này như thế nào, mình thấy rõ ràng ở đây là các bạn đang có gia đình rồi, hoặc một mối quan hệ cam kết rồi, và nếu về tương lai thì mình thấy vẫn có sự băn khoăn rất nhiều trong lá bài bảy cốc, băn khoăn nhiều lắm, ngay cả trong giấc mơ cũng suy xét xem là nên như thế nào. Ở đây có một cái nai, có một King of Pentacles, có một người sống khá là thực tế, tính cách trầm ẩn, ít nói, giống như là thu giữ ở bên trong á, nghĩa là tất cả mọi suy nghĩ, suy xét, băn khoăn của mình luôn ẩn về bên trong. Và đây cũng là một người thực tế, họ thực tế để họ hiểu rằng cái gia đình nó quan trọng, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều người. Có nghĩa là khi ta giữ một gia đình không phải chỉ đơn giản là ta giữ chồng và giữ vợ, mà nó có cả những đứa con, có cả danh dự, có cả sự nghiệp, có cả ý là liên quan đến cả hai bên gia đình. Và đó chính là lý do họ cân nhắc rất nhiều, và mình nghĩ họ cũng đã giữ gìn cái mối quan hệ này rất nhiều rồi, họ giữ gìn khá nhiều. Đây cũng là người mà làm chủ gia đình, tự làm ra kinh tế đó, và cái gia đình đối với họ giống như là những cái vật báu vậy, nghĩa là họ giữ gìn về cái điều đó. Nhưng trong tương lai thì mình cảm thấy họ nghĩ là mình thấy có một cái cuộc rời đi đấy. Thì cái rời đi này có thể là cái rời đi về mặt tâm trí, có nghĩa là
nếu như bạn ở bên cạnh một người mà họ rất là yêu thương các bạn thì cái tình yêu đấy nó giảm đi, nó khác đi, nó thay đổi đi, hoặc là có sự rời đi thật nhá. Bởi vì tám tám câu nó biểu hiện có cái sự rời đi, và bạn cho rằng cái sự chỉ có cái sự rời đi đó thì bạn mới tìm thấy được the one, tìm thấy được cái năng lượng, cái sự trọn vẹn, cái hạnh phúc trọn vẹn của chính mình. Và khi nó đi liền với the full thì mình thấy rằng có cái sự rời đi thật nhá. Sự rời đi sau một khoảng thời gian bạn ở trong một mối quan hệ, ở trong một gia đình mà bạn luôn cảm thấy cô đơn, năm xu nó biểu hiện cho sự cô đơn, bạn không không tìm thấy bình yên, không tìm thấy tình yêu. Chính gốc ở đây đó là bình yên, tình yêu, nhưng mà cái người bên cạnh bạn ấy, cái người phụ nữ, cái người vợ hoặc người chồng bên cạnh bạn ấy, ngay ở trong một cái căn nhà bên ngoài là bên ngoài nhìn thì có vẻ bình yên, nhưng bên trong thì họ lại luôn hướng về một người nào đấy, nghĩa là họ luôn lặng lẽ dõi dõi theo nhìn một cái người ở phía bên ngoài đó, và cái người ở bên ngoài nó cũng cứ chờ đợi họ. Các bạn có hiểu ý này không ạ? Đây các bạn thấy giờ phu đây nhá, ở năng lượng của giờ phu đây có nghĩa là cái người này họ nghĩ rằng là họ nên đi ra khỏi mối quan hệ này, bởi vì họ luôn cảm thấy cô đơn. Cô đơn là bởi vì đây, cái chín năng lượng của chín cốc đây, nghĩa là một cái gia đình nhìn bên ngoài thì nó có vẻ đầm ấm vui vẻ, nhưng bên trong có một người, có thể là chồng hoặc vợ hoặc nam hoặc nữ, trong mối quan hệ này luôn nhìn ra bên ngoài, và bên ngoài thì chính là năng lượng của tiểu đồng đồng hay là pentacle đấy, có nghĩa là có một người luôn chờ đợi cô ấy, luôn chờ đợi, luôn hy vọng là sẽ được gặp lại cô ấy. Và giống người này họ họ rời đi để cho hai người đó được sống trọn vẹn với lại cái tình cảm của mình đó. Mình thấy là cái năng lượng của tụ bài số 2 là như vậy. Hôm nay tụ bài số 1 thì mình đã làm ba rẻ bài, nên là cái tụ bài số 2 này mình cũng sẽ làm ba rẻ bài cho công bằng. Nhưng mình sẽ xem là nếu như cái người này rời đi, nghĩa là một trong hai người, có thể là bạn hoặc đối phương, thì nếu rời đi thì sẽ như thế nào nhá. Câu hỏi tiếp theo của cái tụ bài số 2 đó là nếu cái người này, mình thấy có một người rời đi thì mình không nói là ai, có thể là bạn hoặc là đối phương của bạn, bởi vì là nó là rẻ bài chung mà, thì nó có nhiều năng lượng, thì mình chỉ nói năng lượng nam hoặc nữ thôi. Thì mình thấy có một năng lượng ở đây, có thể là nam, nam thì nó rõ ràng hơn, nhưng có thể là nữ, bởi vì trả bài chung các bạn tự nửa chiều. Tarot đã thường mang năng lượng hai chiều. Có một người rời đi thì mình mới đặt câu hỏi, đó chính là cái người rời đi đó có tình yêu đến với họ hay không. Thì mình thấy đến đây mình mới thấy cái mối quan hệ mà các bạn đang mang là mối quan hệ karmic, và cái sự rời đi sau khi cái người, một trong hai người, một người rời đi đó, thì họ chính thức tìm thấy mối quan hệ, tìm thấy một nửa của mình, đó là bốn gậy four of one có mặt ở đây nhá. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình đây là rẻ bài chung, chứ nó chỉ là một nhóm năng lượng thôi, cho nên là các bạn nhớ là các bạn cố gắng là nếu như các bạn cảm thấy yên tâm và vận dụng cái năng lượng này vào cuộc sống các bạn thấy ổn thì không sao, còn không thì các bạn nên làm một rẻ bài riêng để các bạn yên tâm nó là cái gì. Chứ không mình sợ là nếu các bạn từ bỏ cái mối quan hệ này và các bạn cứ nghĩ là ở phía bên ngoài sẽ có một cái điều gì đó tốt hơn, đẹp hơn, thì nó rất là nguy hiểm. Mình nhắc trước như vậy nhá. Còn bây giờ mình đọc bài, mình thấy sau khi có một người rời đi á, thì có năng lượng của Knave One, có nghĩa là họ cảm thấy cái sự rời đi đấy cho họ một cái sự tự do, một cái nguồn nguồn sống mới. Họ cảm thấy họ được sống thật với chính mình. Knave One là như vậy. Chúng ta chính là một nguồn năng lượng mới, một niềm hy vọng mới. Và mình thấy một cái quá trình phát triển tâm linh, chuyển hóa phát triển tâm linh cả chúng ta, cả giờ hai practice ở đây, có nghĩa là giống như họ có một cái nhận thức mới về tình yêu và hôn nhân. Và chính lúc đó họ mới cảm, họ giống như họ cảm được tình yêu và hôn nhân là gì. Họ ngộ ra rằng tất cả những cái gì mà mình đang có từ trước đến nay nó không phải là tình yêu, và mình đã mất quá nhiều thời gian cho nó. Và có một sự thay đổi chuyển hóa rất lớn trong con người của cái người rời đi trong mối quan hệ, trong tụ bài số 2 này. Và lúc đó bạn chính thức bạn nhận ra bốn gậy chính là gì, tình yêu chính là gì. Và mình có thể khi xuất hiện chúng ta ở đây thì có nghĩa là có một mối quan hệ mới nào đó mà cái người này có năng lượng, cái người nữ ở đây nếu là nam nhá, bởi vì cần nam quan là cứ cho là nam đi. Mà thì chúng ta bây giờ hai bát tịch là năng lượng của nữ, năng lượng của cùng một người, thì người nữ này có năng lượng tâm linh khá là cao. Đấy có nghĩa là họ là người kết nối, họ có tiềm thức, họ kết nối sâu, họ có một nguồn kiến thức tâm linh rất là phong phú. Và giống như hai người đã, giống như hai người đã giống như đã biết nhau, đã hẹn, đã biết nhau rồi, đã có tình cảm với nhau rồi, và giống có một cái ngầm ước hẹn nào đó rồi. Và khi người nam này dám thay đổi năng lượng của chất mần thì họ nhận ra nhau bốn gậy và họ trở về với nhau. Bốn gậy đó là sự trở về nhà đấy, sau một cái khoảng thời. Và lúc này thì cái người đàn ông đó dám nhận ra rằng
mình yêu cô ấy, mình yêu cái đối phương kia, yêu cái người mà anh ta cậu ta cảm thấy là bốn gậy. Còn như cô gái này có năng lượng ở Queen of Pentacle, là một người nữ rất là dịu dàng, một người nữ giống như một mái nhà yên chờ đón người đàn ông của mình trở về. Và họ nhận ra rằng The Moon và Death nghĩa là họ chính là mối quan hệ tâm linh. Khi mà bốn gậy trong trong trải bài mà có bốn gậy, The Moon và Death nó thường là mối quan hệ tâm linh, mối quan hệ đã hẹn ước từ kiếp trước. Death nó đại diện cho cái tiền cái The Moon nó thường đại diện cho cái tiềm thức cũ á. Thì đây mới là một nửa đích thực của chính mình. Vậy thì đến đây các bạn nhận ra thông điệp gì chưa ạ? Ở trong tụ bài số 2 này, mình thấy tình yêu, khi nào tình yêu đến với bạn, đó chính là khi nào bạn dám buông cái mối quan hệ hiện tại đi. Bạn nhận ra rằng nó không hề hạnh phúc, nó chỉ là một khai mích thôi, bởi vì bạn không được trân trọng trong cái mối quan hệ đấy. Bạn nghĩ là cái người sống ở bên cạnh bạn, họ luôn ngóng về một nơi khác, họ luôn nhìn về một nơi khác, mà cái tổ ấm của bạn nó chỉ là giả tạo thôi. Và bạn chủ động bạn đi ra khỏi cái năng lượng đấy thì bắt đầu bạn gặp tình yêu đích thực của mình, được đánh dấu bằng bốn gậy. Các bạn nhớ nhé, và các bạn nhận ra nhau rằng mình mới mới chính là một nửa của nhau. King of Cup nghĩa là vua nước và nữ hoàng su là có một cái sự rất là hòa hợp ở chỗ đó, chính là vua nước thì rất là tình cảm, tràn đầy tình yêu thương, còn nữ hậu su thì có cái năng lượng của tràn ngập cái sự hy sinh, giống như các bạn có tưởng tượng như mẹ đất ấy, đó bao dung chờ đợi, và nước tưới vào đất, nó ngấm vào đất, nó tạo nên những mầm cây sinh sôi. Các bạn hiểu chưa ạ? Thì đó là tụ bài số 2 có một năng lượng rất là đẹp. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình này, đây là trải bài chung. Nếu mà các bạn nghe như thế và các bạn theo quyết định theo cái trải bài chung này là các bạn từ bỏ cái mối quan hệ các bạn đang có để các bạn ra bên ngoài, các bạn tìm một mối quan hệ khác, cái điều này nó rất là nguy hiểm nhá. Cho nên là chúng ta nghe để tham khảo thôi. Và nếu như bạn có một câu chuyện nào đấy nó nghiêm trọng thì bạn nên trả bài riêng để cho để có cho mình một câu trả lời chính xác. Còn mình không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào của các bạn trên trả bài chung đâu nhá. Thì đó là những gì mình muốn truyền tải đến những người chọn tụ bài số 2. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình mà chưa đăng ký kênh ủng hộ mình thì các bạn đăng ký kênh giúp mình nhá. Các bạn tạo tương tác giúp mình bằng like và comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình để ở phần mô tả Zalo và Gmail. Mình nhận trả bài riêng qua Zalo và Gmail nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Với câu hỏi là tình yêu mới nào đang đến với các bạn, thì chúng ta có 10 lá bài mình đã rút sẵn từ hôm qua để các bạn liên kết năng lượng rồi nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài 50. Temperance, The Fool, Queen of Wands, Sáu Xu, Five of Swords, King of Pentacles, King of Swords và The Love. Mình thấy những người chọn tụ bài số 3 các bạn khác hẳn với tụ bài số 1 và số 2. Mình nói qua về số 1 và số 2 để nếu mà các bạn cảm thấy mình không có năng lượng trong tụ bài số 3 thì các bạn có thể quay lại số 1, số 2 này. Số 1 là có cái năng lượng của cái việc đó chính là các bạn vừa mới chia tay xong, chia tay một mối quan hệ xong. Tụ bài số 2 là các bạn đang ở trong một mối quan hệ và sau đó các bạn nhận ra rằng cái mối quan hệ đó không phải là của mình, và các bạn dám đi dám từ bỏ những cái gì nó không phải là của mình ấy, để các bạn bước về phía trước, các bạn tìm thấy cái tình yêu đích thực của mình là năng lượng của tụ bài số 2. Và tụ bài số 3 thì mình thấy các bạn vừa có năng lượng của việc cãi vã nhau. Năm gậy có thể là cãi nhau, giận nhau, hoặc có thể có cái sự thi gan nào đấy, mâu thuẫn tranh cãi mà ai cũng có cái tôi cao ngất trời á, không ai chịu ai của năm gậy nhá. Hoặc là một khó khăn nào đấy các bạn dừng lại, sau đó có một sự khởi đầu mới trong năng lượng của Ai Cập khắp. Thì tại cái thời điểm này mình thấy các bạn đang có một cái nguồn năng lượng mới, một nguồn tình cảm mới, các bạn cảm thấy vui vẻ. Tại thời điểm này những người chọn tụ bài số 3 hoặc là trong tương lai xa gần thôi, thì mình thấy các bạn có cái năng lượng của cái việc là các bạn cảm thấy bình yên, cảm thấy vui vẻ trong mối quan hệ. Nó vừa sống lại một cái gì đó mà các bạn cảm nhận thấy ngọt ngào. Temperance là một năng lượng của ngọt ngào, bình yên, sự thấu hiểu lẫn nhau á. Và The Fool là một năng lượng mới. Mình có cảm giác là tụ bài số 3 giống như các bạn vừa mới gặp nhau ấy, giống như là lâu các bạn vừa trở về gặp nhau. Và sau một thời gian gặp nhau thì lại có một cái lời hứa hẹn là em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, hoặc là em ở đây thì không có em đừng đi đâu nhá. Queen of Wands thường nói cái chỗ là giống như là các bạn cảm nhận được, một là các bạn cảm nhận bằng cái trực giác của các bạn, giống như là các bạn giao tiếp với 5D á, hai là có cái sự gặp lại bằng xương bằng thịt, ba là có việc nhắn tin cái gì đó.
thì và các bạn cảm thấy bình yên, các bạn cảm nhận thấy được tình yêu của mình. Sau đó thì các bạn tiếp tục chờ đợi, nó giống như em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Và ở đây mình thấy có năng lượng là cái người trong câu chuyện của bạn này, nếu bạn là nữ thì cái người trong câu chuyện của bạn họ có cái năng lượng của việc đó chính là họ còn có một cái việc gì đó chưa xong. Sáu xu là cái sự giải quyết chưa xong, họ đang cần phải giải quyết một cái việc gì đó. Fail shot là cái lý trí của họ nhắc nhở là cái việc đó rất là quan trọng. Tại thời điểm này thì nó quan trọng hơn tình yêu. Cho nên là để anh phải làm xong việc của anh đã, rồi sau đó chúng ta mới yêu nhau được. Giống như là chuyện chí phèo với thị nở á. Đó là phải về báo cáo với bà cô đã rồi sau đó mới yêu được chứ. Đấy, theo cái kiểu như thế. Thì mình thấy là dựa vào King of Pentacles thì nghĩa là cái người nam này họ có một cái sự nghiệp, một cái lý tưởng nào đấy nó còn quan trọng hơn cả tình yêu, và họ nghĩ là họ cần phải thu xếp cái việc đó đã, họ cần phải làm xong cái việc đó đã. Và King of Swords là họ quyết định như thế, và King of Swords đã quyết định thì đừng có lay chuyển. Anh đã quyết định rồi hoặc là em đã quyết định rồi mà nghĩ đến năng lượng của nam, anh đã quyết định rồi thì em đừng nói cái gì hết nhá. Đó, chỉ cần biết anh yêu em là đủ, còn anh không cần phải nói gì cả, em phải tự thông minh mà nghĩ ra và hiểu ra. Năng lượng của tụ bài số 3 chính là như thế nhá. Ở đây có một cái người nam tính cách khá là quyết đoán, cực kỳ quyết đoán theo kiểu bad boy á. Các bạn cứ tưởng tượng là ngày xưa mình xem, mình mê phim Hàn Quốc, có những bộ phim mà ông trùm là một này, ông trùm ở Hàn Quốc này, hoặc cái phim gì đó, hoặc là phim gần đây ở Trung Quốc có bộ phim Hoa Thiên Cốt ấy, năng lượng của cái bạch bạch gì nhỉ, nhân nhân vật bạch gì rồi mà là thầy của Hoa Thiên Cốt ấy, có cái năng lượng đấy lạnh lùng kiểu như thế. Nghĩa là anh phải giải quyết xong việc của anh đã, sau đó thì anh sẽ quay lại, cứ chờ anh đó. Đó, cứ chờ ở đó, đừng có đi đâu cả. Anh yêu em và em phải tự nghĩ ra, phải tự nhận thấy cái điều đó, anh không cần phải nói đâu, vì anh không cần phải nói và anh không thích nói. Thụ bài số 3 nó chính là như vậy nhá, nó có một cái năng lượng rất là đáng yêu. Rồi có lẽ là nó mang cái năng lượng đẹp nhất trong ba tụ bài ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ xem là trong tương lai thì cái tình cảm này sẽ như thế nào nhá. Câu hỏi tiếp theo là trong tương lai thì mối quan hệ này như thế nào. Mình thấy những người chọn tụ bài số 3, các bạn đang có cái bài học phát triển tâm linh với mối quan hệ này. Còn phát triển sau đó các bạn có ở lại với nhau hay không, hay là sau khi học đủ cái bài học cần phát triển rồi thì các bạn rời đi, thì đó là phụ thuộc vào cái kế hoạch linh hồn của các bạn. Mình thấy ở tại thời điểm này, trong tương lai, Aeon Cup nghĩa là có một cái tình, nghĩa là các bạn đang yêu thầm nhau. Aeon Cup thì thường thường là nói về cái tình yêu mà nó không phải là quá say đắm, nó cũng không phải là quá ngọt ngào, quá ngôn tình, nhưng mà nó làm cho các bạn mỉm cười. Aeon Cup nó chính là như thế, một thứ tình cảm nó cứ dâng lên ở trong tim. Và ở đây mình thấy có năng lượng là của một người rời đi, giống như là chúng ta liên kết với cái tụ bài lúc nãy ấy, chúng ta sẽ thấy giống có cái bài thơ của Max của Pusky à, em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Đấy, có một người rời đi giống như là để họ thu xếp công việc của họ, họ thực hiện cái sự nghiệp lớn lao của họ, và một người cứ ở nhà chờ đợi. Năm xu nó biểu hiện cho sự được chờ đợi và tin tưởng rằng cái người đó là chu hồng khác của mình, là tình yêu của mình. Và giờ môn, khi có ra năng lượng của giờ môn ở đây có nghĩa là bạn tin vào trực giác của bạn, bạn tin là một cái sự chờ đợi của bạn là đúng, bạn tin là cái người đó họ có 6 xu, có 9 gậy, nghĩa là họ có một cái việc gì đó họ cần phải làm. 6 xu là sự thu xếp, sự nó có một cái việc nào đó cần phải thu xếp của nó xong. Và 9 gậy cũng như thế, 9 gậy vẽ hình của một cái người họ đang ngồi, họ trồng một cái cây và họ đang nhìn nó lớn lên đấy, nghĩa là có một việc gì đó còn lớn hơn cả tình yêu. Và ở đây có cái đặc điểm là cái người này dù họ làm bất kể công việc gì thì lúc nào họ cũng nhớ đến cái người nữ này, cái hình ảnh của cái người nữ đó, của người yêu mình ấy luôn hiện lên trong mắt họ. Người này họ có cái đặc điểm là họ ít nói, họ yêu bằng tình yêu, giống như là họ yêu bằng cái cảm xúc của họ, bằng bằng nghĩa là các bạn bằng linh hồn của họ ấy. Và họ yêu cầu cái người nữ này là phải yêu họ bằng linh hồn, phải cảm nhận bằng cái điều đó mà họ không cần phải nói ra. Họ nghĩ là nếu tình yêu còn mà cần phải nói ra thì còn gì là tình yêu nữa đâu. Đó, và thực ra cái sự sắp xếp này nó rất là, cái sự sắp xếp này ấy, nó rất là hoàn hảo trong cái kế hoạch linh hồn của các bạn. Có nghĩa là các bạn đang, những người chọn tụ bài số 3, các bạn đang học cái bài học phát triển trực giác. The Moon, có The Moon ở đây là trực giác, phát triển trực giác, phát triển cái năng lượng tâm linh. Cho nên là người này, bạn mới gặp một cái người mà họ ít nói như thế, họ 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 ít thể hiện như thế, và bạn phải sử dụng cái trực giác, cái năng lượng tâm linh của mình để bạn cảm nhận cái người đó. Và đó chính là một cái khóa học để bạn tăng trưởng về cái năng lượng tâm linh nhá. Thì tụ bài số 2 là như vậy, và mình thấy tương lai nó cũng thế thôi, bởi vì là các bạn đang học cái bài học này. Còn các bạn, theo kinh nghiệm của mình thì một mối quan hệ có ở lại được bên nhau hay không, nó là do hai người.
Các bạn hôm trước có các bạn comment nói là trước sau bạn đoán là mình sẽ nói là tùy hai người, điều đó là đúng chứ, đúng không ạ? Thực ra theo quan niệm của phương Đông ấy, dựa vào tử vi tướng xấu thì cứ nghĩ là mối quan hệ của chúng ta đã được sắp đặt sẵn rồi, nhưng mà tâm linh thì không, tâm linh là lựa chọn của chúng ta, là ý chí cá nhân của chúng ta. Nếu ta có một mối quan hệ tốt và ta muốn ở bên cạnh người đó thì chúng ta sẽ cố gắng để xây dựng, nhưng mà nếu một cái mối quan hệ đó chỉ mang lại ta đau khổ thôi và nó kìm hãm, nó ngăn chặn cái sự phát triển của chúng ta thì chúng ta có thể rời đi. Tất cả đều là ý chí tự do cá nhân của mỗi người, chứ nó không có một cái ép buộc nào cả. Vũ trụ không nói gì cả, vũ trụ không làm gì hết. Vũ trụ chỉ khi khao khát của các bạn đủ lớn thì vũ trụ sẽ giúp bạn thực hiện cái khao khát đó thôi nhá. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình mà chưa ủng hộ mình đăng ký kênh thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé. Các bạn tạo tương tác với mình, giúp mình tạo tương tác bằng like và comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì các bạn liên hệ với thông tin Zalo và Gmail mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.